tiết lộ số tiền thuế khủng YouTuber Thơ Nguyễn đã nộp trong 3 năm qua. YouTuber Thơ Nguyễn nộp thuế thu nhập hơn 2 tỷ đồng. Mới đây, đại diện Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã kiểm tra nghĩa vụ nộp thuế thu nhập đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thơ, sinh năm 1992, thường trú thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chủ kênh YouTube Thơ Nguyễn có hơn 8,7 triệu lượt đăng ký. Theo đó, trong 3 năm từ năm 2019 đến đầu năm 2021, YouTuber Thơ Nguyễn đã nộp hơn 2 tỷ đồng thuế thu nhập. Cụ thể, năm 2019, bà Thơ nộp hơn 1,4 tỷ đồng, năm 2020 nộp 360 triệu đồng, nhưng tháng đầu năm 2021 nộp 213,5 triệu đồng. Theo Cục Thuế tỉnh Bình Dương, sở dĩ tiền nộp thuế năm 2019 chênh lệch khá lớn với năm 2020 là do năm 2019 bà Thơ nộp gộp thuế thu nhập của những năm trước. Liên quan đến YouTuber Thơ Nguyễn, Tổng Cục Thuế cũng đang phối hợp với các cục thuế liên quan, trong đó có Cục Thuế Bình Dương và Cục Thuế Hà Nội, kiểm tra rà soát việc chấp hành thuế của bà Thơ. Theo một số chuyên gia tài chính, nếu tính tỷ lệ gộp thuế thu nhập 10% thì 3 năm qua Thơ Nguyễn có mức thu nhập hàng chục tỷ đồng. Trong khi đó, báo Lao động đưa tin, theo phân tích trên socialblade.com, một website chuyên phân tích, thống kê các kênh YouTube Thơ Nguyễn được ghi nhận là tại Việt Nam, khởi tạo từ ngày 6 tháng 3 năm 2016. Tính đến nay, kênh YouTube này có tổng cộng 8,74 triệu lượt người theo dõi, với hơn 6,3 tỷ lượt xem video từ 1.199 video được đăng tải. Xét về lượt xem video, kênh YouTube Thơ Nguyễn đang xếp hạng thứ 386 và xếp hạng thứ 1073 toàn cầu về lượng người theo dõi. Tại Việt Nam, cho dù còn rất nhiều người chưa biết đến, nhưng kênh Thơ Nguyễn đang được xếp thứ 7 về kênh YouTube có nhiều người theo dõi nhất. Những con số trên cho thấy kênh YouTube Thơ Nguyễn đang sở hữu một lượng fan độc đáo. Và từ những yếu tố đó cũng giúp cho Thơ Nguyễn có số tiền kiếm được từ YouTube mà bất cứ ai cũng phải thèm muốn và ước mơ. Theo tính toán của socialblade.com, kênh YouTube Thơ Nguyễn trong một năm trở lại đây đã có thêm 1,08 triệu người theo dõi với gần 1.221 tỷ lượt xem, mang đến nguồn thu nhập dao động từ hơn 305.000 USD đến 4,9 triệu USD, tức tương đương hơn 7 tỷ đồng đến hơn 113 tỷ đồng. Riêng trong 30 ngày gần nhất, tính đến ngày 12 tháng 3, kênh Thơ Nguyễn có thêm 90.000 người theo dõi với gần 102 triệu lượt xem và thu nhập ước dao động từ hơn 25.000 USD đến 407.000 USD, tương ứng khoảng 580 triệu đồng đến hơn 9,4 tỷ đồng. Về thu nhập bình quân tuần của kênh Thơ Nguyễn được xác định từ 5.900 đến 95.000 USD và thu nhập bình quân ngày từ 848 đến 13.600 USD. Như vậy, nếu chỉ tính ở mức thu nhập bình quân tối thiểu ngày theo tính toán của socialblade.com là 848 USD, mỗi tháng kênh Thơ Nguyễn có được 25.440 USD, tương ứng khoảng 590 triệu đồng. Đây rõ ràng là một mức thu nhập quá khủng đối với một cá nhân làm tự do. Theo biểu lũy tiến từng phần thuế suất, thuế thu nhập cá nhân hiện hành tại Việt Nam, mức thu nhập tương tự như YouTuber Thơ Nguyễn có thể sẽ được áp vào bậc 7 và cũng là bậc cao nhất có mức thu nhập tính thuế hàng tháng trên 80 triệu đồng và mức thuế suất phải đóng là 35%. Những tính toán về nguồn thu nhập được cho là khủng của YouTuber Thơ Nguyễn cũng logic với những chia sẻ của cô trên trang cá nhân rằng cô có thể lo được cho mẹ, chị mua nhà đất. Ngày 12 tháng 3, ông Lai Xuân Thành, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết, thanh tra sở này đã đến nhà riêng YouTuber Thơ Nguyễn để làm việc liên quan đến vụ việc chia sẻ video xin vía học giỏi từ búp bê khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Ông Thành cũng cho biết, trong quá trình gặp mặt, YouTuber Thơ Nguyễn chia sẻ do bị sốc sau khi nhận quá nhiều phản ứng từ dư luận, người này đã phải đi bệnh viện truyền nước. Bà Thơ hẹn sáng thứ hai, ngày 15 tháng 3 sẽ lên làm việc về những vấn đề liên quan. Trước đó, trong hai ngày 25 và 27 tháng 2, TikToker Thơ Nguyễn gần 950.000 lượt theo dõi. Cô đăng tải hai clip có nội dung về búp bê Cù Màn Thông với nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan. Các clip này sau đó tiếp tục được Thơ Nguyễn đăng tải trên kênh YouTube cá nhân có tên Thơ Nguyễn, hơn 8,7 triệu lượt đăng ký và vấp phải nhiều phản ứng của dư luận. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu TikTok và YouTube gỡ những nội dung vi phạm liên quan đến tài khoản Thơ Nguyễn. Phía TikTok sau khi trao đổi đã cho gỡ nội dung và tạm dừng kênh này. Về phía YouTube, cục sẽ nhờ Google chặn tiếp kênh YouTube Thơ Nguyễn nếu chủ nhân không ra làm việc với cơ quan chức năng.